Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em đi ra đảo Cát Bà đây. Đấy, thì cũng chắc là không có thời gian để đi ra đảo đâu, bởi vì anh em toàn đi vào buổi đêm thôi. Đấy, như ở đây là em đi vào một số cái nhà dân nhá. Một số nhà dân của anh em khai thác lan ấy. Đấy, em quay cho các bác xem. Đây, xung quanh nhà đây toàn là núi đây. Vâng, toàn là núi rừng nhá các bác nhá. Ở trên dưới chân núi thì nó là ra ngoài biển đấy. Đấy, thì là những cái quả núi, hàng trăm cái quả núi này là dân ở đây họ cũng đã khai thác hết sạch rồi, đi sạch hết rồi, không còn quả núi nào là họ không qua đâu. Đấy, lan bây giờ cũng hết rồi. Đây là ở trong nhà dân nha các bác nhá. Đấy, thì dân thì họ cũng, anh em cũng vặt về, anh em cũng ghép lên cây nhãn nhung đây, nhưng mà cũng không chăm sóc được, để nó cũng chết nhiều. Đấy, đây lan đây, đúng không? Đấy, toàn phi điệp thôi, toàn phi điệp Cát Bà nhé các anh nhé. Rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, ghép ở tít trên cao rồi. Thì anh em cũng dân giấc, họ cũng mang vào đây, họ vặt, họ trồng buộc vào đây, nhưng mà cũng không chăm sóc được. Bây giờ hàng bây giờ đang càng ngày là càng khan hiếm rồi các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, họ cứ buộc vào đây họ trồng này. Đấy, chả phân thuốc gì đâu mà rất là nhiều, cao lắm, tít trên cao cơ. Đấy, anh em dân bản họ cứ mang về đây họ ghép đấy các bác ạ, ghép một cây nhãn này. Thì hôm nay ra thì thấy bảo anh em có một lô về từ ngoài đảo về, nhưng mà cuối cùng điện ra đây rồi thì lại về tay không các bác nhá, không có hàng. Ở trong khu kia đây nó còn một con rừng, có một cái rừng lan nữa các bạn, có một rừng lan nữa, nhưng mà trong đấy thì kiểm lâm họ cấm cho nên là không thể mang lan ra được. Đấy, đây, chuẩn phi điệp Cát Bà nhé các bạn nhé, mầm gốc đang lên rồi, rất là đẹp. Đấy, thì họ về thì họ cũng chẳng biết trồng như thế nào cả. Họ cứ đem họ buộc hết vào những cái cây này các bạn. Sống thì sống mà chết thì chết. Đấy, cây tổ quạ của cước đây, họ cứ nhét hết vào. Đấy, thấy anh em bảo là chết rất là nhiều nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nha, xung quanh đây là toàn là núi này, toàn là núi thôi, nhà thì ở ngay chân núi luôn. Thế còn dưới núi ở bên kia thì nó là biển nhá các bác nhá. Đấy, đấy, hàng trăm cái quả núi này là anh em đã đi là khai thác là không còn cái gì cả. Đấy, bây giờ là phải đi ra tận ngoài biển. Đi ra tận ngoài biển là những cái đảo mà chưa có ai kiểu đặt chân đến ấy. Đấy, để khai thác, nhưng mà hàng bây giờ cũng rất là khó khăn nhé các bác nhé. Đấy, còn hiện giờ là sắp tới là em nghĩ là hàng phi điệp Cát Bà sẽ lên giá rất là mạnh nhé, bởi vì là bây giờ là nhiều người dân, nhiều nhà vườn ấy là đổ xô ra Cát Bà quá, đổ xô ra Cát Bà rồi là đi lùng sục lan phi điệp, là nó đẩy giá lên rất là mạnh. Đấy,
Chứ là như kênh của em thì hiện nay kể cả rất nhiều người dân Cát Bà luôn thì cũng còn đang phải quay ra mua lan của em. Đấy. Thì các bác biết rồi đấy, thì nói chung là em thì bây giờ em cũng đang cố gắng là giữ cái giá nó rất là hợp lý để cho anh em sưu tầm. Để cho anh em sưu tầm nhá. Đấy. Nhưng mà em cũng chỉ giữ đến một cái mức nào đó thôi, đến lúc mà không thể giữ được nữa thì cũng đành phải chịu ra. Vâng. Đấy, bây giờ giá lên rất là cao rồi. Để mà sưu tầm rất là khó. Đấy, các bác nhìn này, núi san sát nhau luôn, nhà ở ngay chân núi luôn các bác. Thì đây là có một số nhà dân này là của anh em đi khai thác lan, anh em mang về anh em trồng nhá. Đấy. Đây các bác xem này, vất hết ở trên lóc nhà đây, chả có lưới che, cũng chẳng có cái gì cả. Đấy, ở ngay lóc nhà nhá các bác nhá. Đấy, cho nên là dân ở đây họ trồng không biết cách trồng, nhưng tỷ lệ chết rất là nhiều các bác nhá. Cái treo linh tinh đây là này các bác. Đấy, họ cứ mang về cái ghép ở trên những cái cây thổ quả đấy các bạn, xong cứ vất lay lắt này thôi, cho nên là cây nó rất là xấu, nó không được đẹp, không như các anh em ở trong thành phố các anh em trồng thì nó bài bản, nó sâu bệnh thì nó xử lý được. Cái đấy là đấy. Đấy, các bác nhìn nhá, đấy, nhà ngay chân núi nhá, trên toàn là núi thôi. Núi này ngày xưa nó rất nhiều phi điệp nhá, nhưng mà bây giờ thì cũng không còn một cọng nào cả. Rồi, ok, em xin dừng video ở đây nhá. Thì anh em có gì chắc là khoảng qua lễ này cũng rất nhiều, từ hôm qua hôm nay rất nhiều anh em là điện cho em là hỏi có lan chưa nhá, vì em cũng mấy ngày lễ này thì anh em cũng không đi khai thác đâu, cho nên là cũng không có hàng. Đấy. Cho nên là một vài hôm nữa nếu có hàng thì em sẽ đăng và em trả đơn cho các bác nhé. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác ạ.